Nữ chính Người ấy là ai tập 2 bị dò dỉ là mỹ nhân có tiếng của Vbiz, thân thế khiến nhiều anh rén. Tập 2 Người ấy là ai mùa năm vừa hé lộ danh tính nữ chính có tên Đặng Tiểu Tô Sa. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Tô Sa còn xuất thân trong một gia đình gia giáo có truyền thống dạy học. Cô là con gái của nhà giáo Văn Thùy Dương, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Hà Nội, cháu ngoại của cố giáo sư ưu tú phó giáo sư Văn Như Cương. Cô từng là du học sinh ngành quản lý khách sạn của trường đại học The Hotel School Sydney, Úc. Hiện tại, cô đã trở về nước để sinh sống và làm việc. Cô nàng sở hữu bộ tóc dài uốn sóng kèm năng lượng tích cực khiến MC Trấn Thành ấn tượng ngay từ khi bước ra. Mặc dù mới 26 tuổi, nhưng Tô Sa đã thành công trên con đường sự nghiệp của mình khi cô đang sở hữu thương hiệu thời trang riêng, có mặt tại chương trình, cô cũng đang mặc chính chiếc váy mà mình tự thiết kế. Ngoài công việc kinh doanh, Tô Sa hiện đang phụ trách mảng marketing của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Đây là ngôi trường do ông ngoại của Tô Sa, cố giáo sư Văn Như Cương thành lập và xây dựng. Ngôi trường danh tiếng tại Hà Nội này hiện do cô Văn Thùy Dương, mẹ Tô Sa cùng gia đình tiếp quản. Không chỉ bị thu hút từ lúc Tô Sa bước ra, Trấn Thành khẳng định anh cũng ấn tượng ở câu nói của cô, không yêu thì cũng không sao, chỉ là khi yêu thì hoa sẽ tươi hơn một chút, có nghĩa rằng bản thân em là một cô gái tự tin. Về mặt tình cảm, Tô Sa khẳng định cô không có chuyện tình buồn, một người từng đồng hành với mình một khoảng thời gian, dù vui hay buồn, tôi đều cảm thấy trân trọng, vì thật sự rất khó để đồng hành cùng nhau một quãng thời gian dài, cho đến bây giờ khi mà nhắc lại người mình đã từng yêu thì tôi đều bồi hồi và xúc động, nữ chính tâm sự. Về mối tình đáng nhớ nhất, Tô Sa chia sẻ vì tính chất công việc dày đặc khiến cả hai ngày một xa cách và quyết định dừng lại, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Tô Sa và người ấy vẫn hỗ trợ nhau trong công việc. Tô Sa cũng chia sẻ về quan điểm trong tình yêu khi bắt đầu mối quan hệ với một ai đó, cô luôn mong muốn người ấy sẽ là người bạn đời của mình. Nữ chính Người ấy là ai cho rằng khi một người con trai gặp cô ấy ở buổi hẹn thứ hai thì họ đã nắm chắc 30-40% cơ hội tìm hiểu tiếp. Tô Sa khẳng định, khoảnh khắc người đàn ông trở nên hấp dẫn nhất với cô là khi họ đang làm việc. Trước đó, tập mở màn Người ấy là ai mùa năm 2023 lên sóng đã khiến khán giả suýt xoa khi mang đến dàn nhân vật ấn tượng gồm Bai Long, MPAK, Phú Nguyễn, Quốc Anh và Tiến Triển. Bai Long đến từ Singapore, chính là chàng trai được Eliza trao hoa. Dàn cố vấn đều vui mừng khi Bai Long độc thân và nữ chính lần này đã trao hoa đúng người. Giới thiệu bản thân, Bai Long cho biết tên thật của tôi là Mock, tên thường gọi là Bai Long, Bạch Long Mã. Như bạn thấy, tôi mặc nguyên một trang phục màu trắng. Tôi sống ở Singapore và đến Việt Nam để làm việc. Vì tôi đang cộng tác với DJ U0. Về chuyện tình cảm trước đây, Bai Long chia sẻ sau khi bị bạn gái cũ cho rằng công việc thiết kế đồ họa của anh không có tương lai, Bai Long quyết định nỗ lực và cố gắng kiếm được một khoản tiền lớn. Điều này khiến ban cố vấn nể phục. Đề cập đến Eliza, Bai Long thổ lộ, tôi nghĩ cô ấy rất ngọt ngào, tôi có cảm giác cô ấy là một người rất chân thành, tôi biết rằng giữa mình và cô ấy có một mối liên kết đặc biệt. Eliza cũng cảm nhận cả cô và Bai Long đều có chung năng lượng và sự kết nối khi cực phẩm trình diễn và nói về bản thân mình. Eliza chốt hạ luôn, em nhận ra đây chính là chàng trai mình tìm kiếm rồi. Tập 1 cũng mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc với những màn lộ diện đầy bất ngờ. Đầu tiên phải kể đến cặp đôi song sinh LGBT Phú Nguyễn Hùng Quý, không chỉ giới thiệu em trai sinh đôi trên sân khấu, Phú Nguyễn còn công khai mối tình 8 năm của mình, chuyển lời đến gia đình. Anh bày tỏ mong muốn, mẹ ơi, con dù có thế nào đi chăng nữa, con vẫn là con trai của mẹ. Và mẹ từng nói rằng, người ngoài nhận xét con như thế nào không quan trọng, mẹ mới là mẹ của con và mẹ tin tưởng tụi con.